là vai vế là vừa bạn vừa là bạn vừa là chị. Gửi lời chúc đến cho hai em sẽ trăm năm hạnh phúc. Và Ngô Kiến Huy xin chúc cho nhau chú rể sẽ có một cuộc sống thật là nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, lúc nào trong gia đình cũng đầy ắp tiếng cười hết. Và sẽ có niềm vui sớm hơn nữa ạ. Chú gì xin chúc hai cháu luôn luôn hạnh phúc và yêu thương. Bây giờ thêm một lời chúc nữa từ Quốc Bình, đó là chúc cho Hùng và Vi sẽ luôn luôn hạnh phúc và chúc cho hai bạn sẽ sớm có tin vui nha. Và Vi không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn ekip của anh Phùng Đình Huy đã cho em một buổi tiệc thật là hoành tráng, lộng lẫy. Như vậy là hơn một năm làm việc của anh Huy và Hùng và Vi đã khép lại bằng một cái tiệc cưới rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Vi và Hùng vì đã chọn team của anh Huy. Và mong rằng tiệc cưới này sẽ là một cái khởi đầu thật là tốt đẹp cho chặng đường sắp tới của hai em. Xin cảm ơn hai em rất nhiều và chúc hai em hạnh phúc.